Qua gái ra ngoài kìa. Nó chưa chua, nó chua lên là ăn được. Chưa chua lên nó là vui vui, nó đánh đau lắm đấy. Nó đấm mạnh nha mẹ, nó khỏe hả? Ôi quốc cái đầu gì nha. Đâu gì lên gãi cho nè, đây đây gì lên gãi cho chị. Ok đây, gì gãi cho. Không quốc nha, chơi nha. Đầu thơm cắt gì mà sao le thế này 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 cắt xấu, cắt xin xấu, cắt xin chẳng đẹp gì cả. Đừng cắt tóc này nữa, cột tóc lên nhá. Không cột đi hôm nọ bắt đầu cột tóc mà cột tóc là nước thùng đầu quá. Hẹn chi bây giờ niên nữ chẳng nó là đưa cột tóc nó học các bạn thùng cắn đầu lắm. Thông cắn hả? Và đừng chạy thông nữa, dùng dây cột tóc đâu có đau đâu. Đầu thấu á, thấu á. Đó không con trai mà tóc đâu. Tao không được cột tóc. Anh gì xin anh gì á? Sợ sợ, anh sợ. Không. Anh nữa tóc xin dài chứ không phải là chỗ ông chuẩn. Thoải mái nghe người. Chỗ ngoại. Ô ngoại hết một bên. Tóc xin nó không buông. Không đánh gì nha. Đánh gì đi? Miết bà. Dài xong cắt ngang dưới. Miết bà đó. Dài nhưng mà cắt gọn này. Tóc đen mà buồn nhỉ? Đen. Thì nhỏ tóc màu bạc. Tôi còn một ông. Đục ra ngoài nha, không đục xin nha. Ba của gì mà? Đụng bà ngoài chứ bộ. Đụng duyên. Con gì đây? Xin biết con gì đây không? Con gì đấy? Con gì không? Nó là một con bướm. Dạ. Con bướm bướm đúng rồi. Chân lột ra cho. Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái gì đây? Cái nơ. Cái này là gì đây? Cái 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 g